chúng ta lại gặp nhau rồi này. Hi hi, tiếp tục kể chuyện cổ tích về nào. We are breaking up nhé. Trở lại với câu chuyện rối như tơ hồng của mối tình giữa Song Hye Kyo và Jang Ki Young. Mở đầu tập phim là một chuỗi những ký ức đáng nhớ giữa Young Eun và Yoon Soo Hwan, tình cũ của cô nàng khi còn ở Pháp. Sau khi biết về mối quan hệ của Young Eun với anh trai quá cố của mình, Jae-gook vẫn tiếp tục tiếp cận cô từ mối quan hệ công việc với chị dâu hụt. Hoàng Chi xuất hiện ra Jae-gook chính là nhiếp ảnh Ja Ji nổi tiếng, nên tạp chí The One quyết định mời anh tham gia phỏng vấn. Hoàng rằng Young Eun cũng là cầu nối, hẹn Jae-gook ra nói chuyện. Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện ấy, Jae-gook luôn tìm cách hỏi cô về anh trai Yoon Soo Hwan của mình. Chi Suk cùng Seok Jo-hun hẹn đi uống rượu cùng nhân viên công ty truyền thông Vision PR. Chi Suk uống say nên các đồng nghiệp kể cả Jae-gook đã khiêng cô về nhà Young Eun. Vô tình được thấy Young Eun trong bộ dạng vô cùng lôi thôi. Trong căn nhà của Young Eun, Jae-gook thấy bức ảnh mà mình chụp nhiều năm trước treo trong phòng khách của cô và biết rằng đây là bức ảnh mà được Young Eun mua khi ở Paris. Khi nhìn vào ảnh, Jae-gook ám ảnh về ký ức trong quá khứ, vụ tai nạn giao thông lấy đi tính mạng của anh trai mình. Cuộc nói chuyện với Jae-gook, Young Eun tỏ rõ sự khó chịu và né tránh khi anh luôn nhắc lại về người yêu cũ. Khi Chi Suk và các đồng nghiệp ra về, Jae-gook đã quay lại nhà Young Eun, nhất định muốn gặp vì có quá nhiều trăn trở trong lòng cần được giải tỏa. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Young Eun đã mở cửa, ngay lập tức Jae-gook ôm lấy Young Eun, hai người liên tục trao nhau những nụ hôn nồng say. Có lẽ nào cách giải quyết nỗi đau của cả hai là phải hôn nhau hoài vậy không nhỉ? Nhưng cặp đôi phụ thì lại không nhẹ nhàng như thế, nụ hôn đầu của cả hai trên xe khiến ai xem cũng phải nín thở. Tập 4 đây chắc là một tập buồn khi những góc khuất về mối tình của Young Eun và Soo Hwan, bạn trai cũ của cô, được hé lộ. Jae-gook đã nói ra hết mọi thứ về Soo Hwan với Ha Young Eun. Sau khi biết được sự thật, Ha Young Eun nhốt mình lại trong căn phòng tối tăm mà không yêu cầu ai thả ra. Công việc của Ha Young Eun cũng gặp rắc rối khi liên tục bị ăn cắp thiết kế, tranh cãi với cấp trên. Young Eun còn bất đồng quan điểm cùng bạn thân Chi Suk vì Chi Suk đã phát hiện ra chuyện Jae-gook thích Young Eun. Sự xuất hiện gây bất ngờ, Hwang Chi Hyun, nhân viên mới ở công ty thời trang The One, lộ diện với vẻ ngoài lịch lãm. Anh chàng là giám đốc điều hành công ty và có mối quan hệ thân thiết với Young Eun. Màu sắc trầm buồn cho một cuộc tình giang dở vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Câu chuyện tình của cả hai sẽ tiếp tục như thế nào? Khi Jae-gook không thể kiềm chế được tình cảm của mình dành cho Young Eun và quyết đi tìm tình yêu của mình. Kể tới đây hơi mệt mệt người rồi, phải đi ăn ốc quế sầu riêng đây. Muốn biết gì thêm thì lên Vion xem tiếp nhé. Và đừng quên vào tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần để xem các tập tiếp theo nhé. A hi hi.